Những năm qua, nhằm thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình đối với Việt Nam, các thế lực thù địch đã sử dụng tổng hợp các phương pháp, cách thức chống phá trên mọi lĩnh vực xã hội. Trong đó, chúng triệt để sử dụng phương thức, thủ đoạn mới là bất tuân dân sự, nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Nhằm vạch rõ bản chất và phương thức của bất tuân dân sự, để từ đó tìm ra giải pháp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với hoạt động này. Trong mục làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, báo Quân đội nhân dân xin trân trọng gửi tới các đồng chí và các bạn bài không để kẻ xấu lợi dụng bất tuân dân sự để kích động chống phá của tác giả Hữu Đoàn. Thuật ngữ bất tuân dân sự hay còn gọi là chống đối chính phủ dân sự lần đầu tiên xuất hiện trong một bài luận với nhan đề Dân sự bất hợp tác của nhà văn người Mỹ Harry David Thoreau vào tháng 5 năm 1849. Nội dung cơ bản của bài luận ban về mối quan hệ giữa cá nhân với nhà nước. Đến thế kỷ 20, Quan điểm của Thoreau về bất tuân dân sự phát triển thành phương thức đấu tranh bất bạo động và trở thành một mũi tiến công quan trọng trong chiến lược diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc nhằm lật đổ chính quyền, thay đổi chế độ chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam và những nước không cùng phe với họ. Phương thức hoạt động này được áp dụng trong cuộc cách mạng màu, cách mạng đường phố ở Đông Âu và Liên Xô vào những năm cuối thế kỷ 20. Làn sóng mùa xuân Ả Rập ở các nước Trung Đông và Bắc Phi đầu những năm 2010 phong trào biểu tình nhằm lật đổ chính phủ ở Venezuela từ năm 2017 đến nay, phong trào chống sửa đổi dự luật dẫn độ tại Hồng Kông, Trung Quốc năm 2019. Qua nghiên cứu thực tiễn cho thấy, bất tuần dân sự có mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức xã hội dân sự. Với lập luận, xã hội dân sự là đối quyền của quyền lực nhà nước để tập trung đòi thực hiện trách nhiệm xã hội, chia sẻ quyền lực chính trị cho xã hội dân sự. Thực chất là cổ vũ tư tưởng coi nhà nước đối lập với xã hội dân sự, kích động thái độ vô chính phủ, hòng từng bước đưa xã hội dân sự thành lực lượng đối trọng với nhà nước. Chủ nghĩa đế quốc coi hình thành xã hội dân sự là điều kiện, tiền đề cho việc cổ suý tự do cá nhân, lấy bất tuân dân sự làm phương thức cơ bản để lật đổ chính quyền nhà nước. Xét trên phương diện đó, có thể thấy bất tuân dân sự có một số đặc điểm cơ bản như sau. Là hoạt động công khai từ chối tuân theo hoặc vi phạm một cách cố ý các quy định của pháp luật hoặc cản trở việc thực thi chính sách, pháp luật của nhà nước gây áp lực buộc nhà nước phải thay đổi chính sách pháp luật. Những người tham gia bất tuân dân sự thể hiện sự phản kháng, không tuân thủ pháp luật thông qua hình thức đấu tranh ôn hòa, bất bạo động. Tuy nhiên, tính chất bất bạo động có thể chuyển hóa thành bạo động rất nhanh chóng trong những hoàn cảnh cụ thể khi gặp thời cơ thuận lợi và đủ điều kiện chín muồi. Mục đích và hình thức thể hiện thông qua việc từ chối tuân theo hay cản trở việc thực thi pháp luật, gây áp lực đối với nhà nước các đối tượng thực hiện bất tuân dân sự nhằm mục đích cuối cùng là vô hiệu hóa hoạt động của chính quyền, tiến tới lật đổ nhà nước, thay thế bằng một chế độ chính trị mới theo mô hình của chủ nghĩa tư bản. Để che giấu mục đích đó, các thế lực thù địch thường che đậy, ngụy trang dưới những vỏ bọc khác nhau, như tụ tập tuần hành nhằm phản kháng ôn hòa, phản kháng bất bạo động, biểu tình ôn hòa. Đối với Việt Nam, chúng triệt để lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, hoặc lợi dụng các sự kiện chính trị xã hội phức tạp, nhạy cảm liên quan đến quyền và lợi ích của con người để lôi kéo, kích động, thu hút đông đảo người dân tham gia các hoạt động như đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng, bảo vệ môi trường, phản đối đặt trạm thu phí, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thực chất là để thực hiện bất tuân dân sự nhằm chống lại Đảng, nhà nước Việt Nam. Chủ thể tiến hành là những cá nhân, tổ chức phản động như Việt Tân, Hội anh em dân chủ, Hội văn đoàn độc lập Việt Nam, Hội nhà báo độc lập Việt Nam mạng lưới blogger việt nam giữ vai trò chỉ đạo tài trợ kinh phí chỉ đạo đường lối đào tạo huấn luyện phương thức hoạt động cho các đối tượng bất mãn cơ hội chính trị đối tượng hình sự trong nước trở thành cộng cán thu hút lôi kéo tập hợp người dân tham gia các hoạt động bất tuân dân sự số đối tượng trong nước giáo diết thu thập tình hình phát triển lực lượng hình thành các hội nhóm hoạt động bất bạo động chúng thông qua mạng xã hội internet giải truyền đơn tờ rơi để tuyên truyền vận động thu hút lôi kéo người dân tham gia các hoạt động do chúng chỉ đạo hậu quả của bất tuần dân sự để lại rất nặng nề kéo dài không chỉ về kinh tế xã hội mà còn gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm mất lòng tin của người dân đối với chính quyền điển hình như vụ người dân phản đối trạm bot cai lệ tiền giang năm 2017 Vụ người dân tại Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai xuống đường phản đối dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và luật an ninh mạng năm 2018. Các đối tượng đã kích động người dân đập phá trụ sở chính quyền, gây cản trở giao thông, đốt phá tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và người dân, làm bị thương nhiều cán bộ thực thi nhiệm vụ, gây ngừng trệ hoạt động của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của nhà nước, của công dân và xã hội. Thực tế, ở Việt Nam những năm qua đã cho thấy, để thực hiện bất tuân dân sự, các thế lực thù địch ra sức cổ suý quyền tự do vô giới hạn trong các lĩnh vực xã hội và liên kết hình thành các hội nhóm xã hội dân sự với tên gọi khẩu hiệu tôn chỉ thu hút các tầng lớp xã hội tham gia, như Hội Phụ nữ Nhân quyền, Hội Nhà báo Độc lập, Hội Anh em Dân chủ. Chúng lợi dụng sở của chính quyền trong thực thi pháp luật để lôi kéo người tham gia phát triển lực lượng hoạt động theo kiểu bất bạo động, xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, các thế lực thù địch tìm cách lôi kéo, mua chuộc cán bộ, đảng viên và người dân, tích cực tham gia phản biện chính sách, phản biện xã hội, tác động và gây sức ép đòi thay đổi chính sách, hệ thống pháp luật và lĩnh vực tư pháp nhằm chống lại Đảng, Nhà nước Việt Nam. Cần khẳng định rằng, Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền của người dân được bày tỏ quan điểm một cách công khai đối với các chủ thể khác, mà đặc biệt là với Nhà nước trên cơ sở pháp luật đồng thời kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm hoạt động lợi dụng quyền và tự do cơ bản của con người để gây mất ổn định. Mọi công dân đều phải chịu sự quản lý của nhà nước, không cá nhân nào được phép đứng ngoài hoặc đứng trên lợi ích quốc gia dân tộc. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm và xử lý nghiêm bất kỳ ai tham gia bất tuân dân sự, cản trở thực thi pháp luật, chống đối chính quyền, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân. Để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với hoạt động này, cần thực hiện các giải pháp trọng tâm sau: một là công tác phòng chống hoạt động lợi dụng bất tuân dân sự xâm phạm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nước ta luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện tuyệt đối của đảng sự quản lý điều hành của nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu hoạt động lợi dụng phương thức này chống phá việt nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về bản chất của bất tuân dân sự về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động bất tuân dân sự, chống phá Đảng, nhà nước và chế độ xã hội Việt Nam. Coi đó là trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân để huy động sự tham gia của cả xã hội trong công tác này. Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo kịp thời mọi âm mưu, hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, kích động lôi kéo nhân dân tham gia bất tuân dân sự để triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tham mưu, đề xuất các cơ quan chức năng giải quyết triệt đề, thỏa đáng trên cơ sở pháp luật. Kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết dứt điểm các điểm nóng ngay từ cơ sở, không để kéo dài, không lây lan, vượt cấp. Trong xử lý các vấn đề nhạy cảm về dân chủ nhân quyền, phải tính toán cân nhắc thời điểm phù hợp, bảo đảm yêu cầu đặt ra theo hướng kiên định về nguyên tắc nhưng khôn khéo, linh hoạt về phương pháp, tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế kiên quyết không làm phức tạp thêm tình hình, không gây sơ hở để địch lợi dụng vu cáo xuyên tạc. Ba là tăng cường công tác quản lý báo chí, xuất bản, kiểm soát chặt chẽ an ninh thông tin, quản lý internet, tích cực đấu tranh ngăn chặn việc tán phát tài liệu, tin tức xuyên tạc thù địch về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo ở nước ta. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới, trang bị các phương tiện, thiết bị hiện đại nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, kiểm duyệt, kiểm tra trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, Internet, đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động bất tuân dân sự. 4. Là cần quán triệt tinh thần giải quyết vấn đề tụ tập đông người, biểu tình, đình công theo đúng cơ chế, đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện, chính quyền quản lý điều hành, lấy vận động thuyết phục là chính, kiên quyết thu hẹp vụ việc, không để lây lan kéo dài. Khi phát hiện có tuần hành, tụ tập đông người hay biểu tình, đình công, cần nhanh chóng đánh giá đúng tính chất, mức độ, xác định rõ nguyên nhân của vụ việc, thực hiện phân hóa số đối tượng cốt cán cầm đầu với quần chúng bị dụ dỗ lôi kéo. Tuyên truyền vận động, thuyết phục quần chúng giải tán, kiên quyết xử lý theo pháp luật số đối tượng cầm đầu, chủ mưu, cốt cán kích động lôi kéo người dân tham gia bất tuân dân sự. Năm là tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, kết hợp với thực hiện công bằng xã hội nâng cao trình độ dân trí đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo nhằm góp phần bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích của người dân trên cơ sở pháp luật tăng cường củng cố quốc phòng an ninh bảo đảm ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở bảo đảm thực hiện tốt các chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước ở địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính cải cách tư pháp xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả tăng cường đấu tranh chống quan liêu tham nhũng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân vì dân chính quyền các cấp phải nêu cao vai trò trách nhiệm phục vụ nhân dân vì nhân dân tăng cường đối thoại giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân trên cơ sở pháp luật